xin mời. Xin được ơn gì của Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Tất cả dơ cao cái cuốn sách lên, và ai không có sách thì dơ cây quạt nha. Đây là cuốn sách tập san nhờ mẹ đến với Chúa với chủ đề vòng tay mân đôi. Dơ cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Rồi, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người. Con là Maria Nguyễn Thị Vị ở Hội Đạo Mông Thọ. Giáo xứ Mông Thọ, giáo hạt Rạch Giá. Con hôm nay con xin lên làm chứng cho Chúa và cho cha. Con được lòng Chúa thương xót cho con được hai ơn. Ơn thứ nhất là con có thằng cháu ngoại, nó đau thận mà nó sắp chết cha. Coi như nó đi bệnh viện thì bác sĩ nói là cái thằng này nó đau mãn tính, nó mang suốt đời, nó không được ăn mặn. Nếu ăn mặn thì nó sưng mình, nó trơn da. Dạ. Rồi con có một lần con nghe có trình cha lòng Chúa thương xót, thì con mang cháu con và có mẹ của nó tới để cầu nguyện nhờ cha đặt tay. Là cái năm mà cha sửa soạn đi Mỹ, cái lần cuối cha đi Mỹ đó, thì nó được đặt tay một lần. Nó cũng tin, nó về, nó nói ngoại dắt con đi lên Cha Long đặt tay cho con, rồi vậy là Chúa chữa cho con. Nó về, nó ăn cắp một miếng thịt mặn, nó ăn thử. Chứ bình thường là nó ăn vô là nó bị sưng mình liền. Nhưng mà khi con dắt nó đi rồi đó, về nó ăn nữa nó không có bị cha, nó không có bị sưng. Nó ăn thêm hai miếng nữa nó cũng không bị sưng. Rồi từ từ cái nó về nó không có đi khám bệnh, rồi nó lại bỏ thuốc luôn, mà tới bây giờ là 4-5 năm mà cha, nó cũng không có bị tái lại. Rồi, ơn thứ hai. Còn ơn thứ hai là các con của con có cái thằng con trai thứ ba, nó không có giữ đạo 15 năm. Rồi nó cũng không tin Chúa luôn, tại vì nó có vợ mà vợ nó bỏ đi. Rồi cái nó buồn, nó không giữ đạo. Con khuyên là hoài, con nói ông ngoại mày là chủ tịch hội đồng giáo xứ mà mày bỏ đạo vậy là coi như ông ngoại buồn vậy lắm. Nó nói con cầu nguyện hoài mà Chúa không cho, thôi con không có tin nữa. Vậy mà con đi cầu nguyện lòng thương xót mỗi ngày, con cầu nguyện cho con của con. Và cũng có một thằng con trai mà nó có vợ đạo Phật, nhưng mà nó cũng theo đạo cha. Nhưng mà rồi nó cũng không có đi đọc kinh xem lễ trên 10 năm. Con vẫn phó thác cho Chúa, con cầu nguyện lòng thương xót. Từ ngày đó tới bây giờ thì nó lại tự nhiên hai vợ chồng đi lễ ngoan ngoãn lắm cha. Đó là ơn thứ hai của con. Vậy con hôm nay con tới đây, con có dắt mấy đứa cháu tới đây để tạ ơn Chúa, tạ ơn cha. Và con cũng còn cỡ 50% con. Rồi, đây tôi gửi tặng cho chị cái CD nha, Bước Trong Tin Yêu. Đây là những bài hát về lòng Chúa thương xót mà ca đoàn Phúc Sinh Giáo Điểm Tin Mừng đã hát và thu âm lại trong một CD mang tên là Bước Trong Tin Yêu. Và nhà chị có máy chưa? Dạ chưa. Chưa có máy. Đây tôi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Rồi, Chúa chúc lành cho chị. Rồi, xin mời.